Hello, chúng mình là Linh và Ti và đây là kênh của chúng mình. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 và ngày mai sẽ là ngày lễ tốt nghiệp của mình. Mình sẽ được trao bằng tốt nghiệp. Và lần này thì trường mình làm cũng khá to mọi người ơi. Làm ở trung tâm hội nghị quốc gia. Là sáng mai. Sáng mai thì tân cử nhân và một người phụ huynh sẽ cùng check in vào lúc 6:30 để tự nhận bằng. Hào hứng quá đi. Cuối cùng thì thành quả 4 năm đại học đã sắp được đền đáp. À không, không đền đáp, sắp được nhận lại. Ngày mai mình sẽ ghi lại một chút khoảnh khắc. Hay nên là mọi người hãy đón xem nha. Sáng nay mình đã đi dự lễ tốt nghiệp của chính mình và chụp ảnh các thứ. Bây giờ mình đã đi về tẩy trang và đang đi ngồi cà phê. Mình vừa đi mua sắm một chút để chuẩn bị cho mấy ngày nữa đi dù. Nhưng mà cảm giác vẫn chưa có một cái cảm giác gì khác đi. Ăn đồ Lào nhưng mà cảm giác như kiểu là ăn đồ Thái mà. Cơm chiên. Mình vừa mới nộp hồ sơ làm visa mọi người ơi. Làm visa khẩn. Khoảng 10 ngày nữa bay rồi nhưng giờ này vẫn chưa có visa. Đây là gì? Bác sĩ. Bác sĩ bảo sao muốn thế sẽ đán. Sao muốn phim gì? Bác sĩ bảo sao. Mình đang ở Philippines Cafe và mình có mua một đống, không, một chút đồ, vẫn là công cuộc chuẩn bị đồ để đi mọi người ạ. Mít thấy. Đây này, bác tao có mít này. Mình lại đi ăn đồ Lào. À, khao Lào này. Ngon. 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 Cái này cũng ngon. Cái này chưa thử đấy, nhưng mà mình đoán là cũng sẽ ngon. Xôi. Blackbird, lại ông. Có ai hả ông? Hello, the boy. Đi mua thuốc. Mua gì, mua gì? Hello. Ngày mai mình sẽ bay mọi người ơi.
Trời ơi, nhanh quá. Mình đang ở Muji để mua thêm mấy cái quần giữ nhiệt. Và người này vừa mới biết nữa. Thôi, ra đây. Vừa mới biết điểm đỗ đại học. Đỗ trường gì vậy? Bách khoa, Bách khoe. Hello mọi người ơi, mình đang pack đồ. Mình sẽ mang hai cái vali. Cái này là cái to bự này. Cái này là cũng to mà to không to bằng cái kia. Cái đấy cân. Mình cân thử xem là có lố cân không. Cái này sẽ là quần áo này. Còn đây là một số những cái đồ linh tinh. Để vệ sinh mang một quận để dự phòng. Đây là quần áo này. Hôm nay thì mình sẽ bay vào lúc 1:30 sáng. Ngày mai chứ. Bay vào lúc 1:30 sáng. Nên là lát nữa tầm khoảng 8-9 giờ thì mình sẽ đi ra sân bay. Ra sớm một xíu cho nó yên tâm. Đó. Và mình sẽ bay cái chuyến bay như thế nào thì mình sẽ update tiếp tục nha.